Hôm nay thì em Lê Hương lại về thêm được một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2017 số tự động các bác nhé. Bình thường em lên sóng là đều là Cruze số sàn 1.6, nhưng em này là Cruze số tự động 1.8 ạ. Em này thì sẽ có cửa sổ trời này, phanh ABS xe trên gương này, đèn pha bi cầu, đèn gầm cũng là đèn pha bi cầu luôn. Biển thủ đô Hà Nội với nước sơn màu đỏ cực kỳ bắt mắt luôn. Phong dạ, phong cách của em này rất là trẻ nhé. Cruze cực kỳ trẻ luôn các bác này. Đèn bi salon có giải đèn nét đẹp, ốp mạ ga lăng này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Giải đèn nét quanh xe luôn nhá, định vị ban ngày cho em. Nhìn quá là chất đúng không ạ? À, em này thì em đang chào bán với giá là 385 triệu bao hồ sơ. Và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình na răng thể thao, phanh ABS, một dàn lốp dày, nước sơn màu đỏ đẹp nhá. Đây, chỉ rửa qua bằng nước là quay luôn đấy ạ. Xin nhan trên gương, đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 3 2024, số tự động đẹp Chevrolet Cruze đây ạ. Keo chỉ zin cả 4 cánh cửa này, táp ly đẹp này, nội thất bên trong thì tươi mới, sạch sẽ, gọn gàng cho em. Nội thất mới đẹp luôn. Táp ni 2 màu, vô lăng đẹp luôn ạ. Một chút nữa xong vô lăng sẽ quay nhé. Có màn hình nghe nhạc giải trí cho em rồi. Đề lộ khởi hành start-up này. Điều hòa auto, trần da 6D, có cửa sổ trời. Rất là hiếm khi mà em Hương về được một chiếc xe Cruze 2017 đời cao. Đã còn là tự động các bác này. Form dáng của Cruze quá là trẻ luôn. Nước sơn màu đỏ đẹp. Phím mở một trạm thông minh ở phần 4 cánh cửa đều có phím mở một trạm thông minh nhé. Các bác nhìn ốc nhái này, quá là đẹp luôn. Đó. Na răng thể thao, một dàn lốp Michelin, máy số thì cực kỳ ngon luôn, đời cao mà, tận 2017 cơ mà các bác này. Ốc nhái không hề bị bận mở nhá, gương kính này đẹp luôn. Táp ni 2 màu. Nội thất bên trong cũng khá là đẹp luôn ạ. Bác nào quan tâm và cần tìm cho mình một mẫu xe trẻ trung, năng động, cực kỳ đẹp như thế này, để lại số điện thoại nhé. Giá chưa đến 4 đồng đâu ạ. Ngày hôm nay siêu khuyến mại luôn nhé, 385 triệu em bao hồ sơ. Và còn bớt thêm. Đấy, thị trường con này gần dự còn trên dưới 4 đồng các bác nhé. Mà con này hôm nay em bán này 385 triệu. Khoang cốp thì bác dùng khóa khiển như thế này để mở khoang cốp cho em nhé. Khoang hành lý đây, cực kỳ là rộng rãi luôn. Nước sơn màu đỏ đẹp này, 2017 thảm giống nóng, giảm nhiệt còn giữ được nguyên bản cho em. Khoang hành lý rộng rãi, nốp sơ cua, dụng cụ tăng tích nốp vẫn còn giữ được nguyên bản này. Máng nước hai bên với bấm đinh tán đẹp. Form mới của Cruze 2017 số tự động 1.8 đây. Keo chỉ giữ được nguyên bản cho em cả 4 cánh, cũng như khoang cốp và khoang hành lý, cũng như là lắp cabo giữ nguyên bản cho em này. Cảm biến va chạm phía sau có 4 mắt cảm biến lắp lên bô đôi thể thao lipo nhá. Lắp lipo bô đôi thể thao rất là đẹp luôn. La răng đa chấu dạng tâm, phanh ABS cả 4 bánh đẹp. Một dàn lốp Michelin, nội ngoại thất đều tươi mới cho em. Thảm phía dưới là thảm 6D, có thảm cao su, có thảm rối cực kỳ sạch sẽ này. Ốc nhái không vặn mở, móc khóa sáng, táp ly đẹp. 385 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình, ok không ạ? Gương kính thì liền đời, dán phim cách nhiệt chống ồn đầy đủ cho em rồi. Vô lăng thiết kế 3 chấu nhá. Ốc nhái đẹp luôn. Kệ bước chân lên xuống, thông số sticker của xe vẫn còn giữ được nguyên bản cho em này. Đèn pha là đèn pha auto tự động nhá. Màn hình đây, khởi động nút nguồn đây. Đèn pha này, auto rồi chị ơi. Điều hòa cũng là điều hòa auto nhá. Nghe gọi khẩu lệnh tích hợp trên vô lăng. Vô lăng thiết kế 3 chấu dạng khuyết nhá. Đến phần này nó hơi vuông một chút này. Vô lăng cực kỳ đẹp luôn, không cần phải bọc áo da hay là bọc vô lăng mà vẫn là rất là đẹp này. Phần riêng phần chỗ tay cầm này bằng da mềm nhá, thoải mái, không sợ trơn mà toát mồ hôi khi có những cái thông hơi thoáng khí như này nhá. Thông hơi thoáng khí này. Đèn trần đây, các bác nhìn này. Đèn trần hoạt động hoàn toàn bình thường. Củ số phanh tay siêu sắc nét, bệ tì tay chống mỏi này. Nước sơn màu đỏ đẹp. Điều hòa auto sấy sưởi ghế đây. Khóa chế độ phá xương, cần số rích rắc này. Mở khoang cốp có thể mở bằng khiển luôn. Có thể dùng khóa khiển mở khoang cốp này. Có thể bấm trực tiếp vào đây để mở khoang cốp luôn cho em các bác nhé. Điều hòa mát lạnh, táp lô đẹp căng. Ốc nhái không hề có dấu hiệu vặn mở này. Mở luôn cả lắp cabo cho các bác nhà mình xem bên trong nội thất. Rồi thì quay rồi sẽ xem luôn cả khoang máy của xe nhé. Tất cả bấm đinh tán, keo chỉ zin giữ nguyên bản cho em. Ốc nhái không hề bị vặn mở. Nước sơn màu đỏ đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Cruze 2017 số tự động bản NTZ mới cập bến 15 Lê Hương ô tô Hải Dương nhé. Bác nào quan tâm thì cứ để lại số điện thoại, kết nối trực tiếp qua Zalo cho em qua số hotline 0354602790. Em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn này. Nước sơn thì màu đỏ đẹp rồi đây, các bác nhìn này. Máy số đây cực kỳ chất luôn, máy số đẹp luôn, zin đét này. Ắc quy cũng là xanh nét luôn, mới thay ắc quy nhá, 20 tháng 9 2022 mới thay ắc quy mới cho đi cho khỏe này.
keo chỉ zin giữ được nguyên bản cho em. Máy số đẹp, nội ngoại thất đều ngon luôn. Phong cách của em cờ rui quá là trẻ rồi. Bình thường cờ rui số sàn đã hiếm đã đẹp rồi, thì cờ rui số tự động nó là quả là siêu xuất sắc luôn. Phong cách của em nó quá là đẹp, trẻ trung nhá, hình dáng đẹp, to to này, hầm hố này, khỏe này, cực kỳ đẹp này. Đấy, nhìn ra đến nét chưa, giải đèn nét định vị ban ngày các bác này. Đấy, tắt đi này, mở này. Đó, gương kính là cụp chỉnh tự động, các bác nhìn em tắt nhá, tắt phát là gương tự động cụp vào luôn, đúng không ạ? Đó, còn khi các bác mở này, tự động em nó sẽ chạy ra luôn, rất là hiện đại luôn nhá. 385 triệu bao hồ sơ và em còn bớt. Bác nào quan tâm để lại số điện thoại hoặc kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhà mình vào những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.